cũng là kiểm tra độ nhạy cảm ngón tay của em. Anh muốn em thử nhiệt độ của nó hả? Không phải, để làm mẫu. Dùng ba ngón tay bắt mạch, đặt lên mặt nước, giống như bắt mạch vậy. Em thử đi, cảm nhận được gì không? Em cần phải cảm nhận được cái gì? Bởi vì nước không có mạch đập, em không cảm nhận được gì hết là bình thường mà. Không phải kêu em cảm nhận mạch của chén nước, mà là cảm nhận sự rung động của mạch đập ở mạch máu trên ngón tay, rồi cảm nhận với làn da, cảm giác dao động của máu lưu thông. Hay làm thử tâm bình khí hòa, bình tâm tịnh khí. Tưởng tượng thử, cho dù thế gian ồn ào cách nào cũng không liên quan tới em. Hai người mới đó ăn chay về rồi sao? Đâu có nhanh, Đại Dữ Sơn xa lắm à, nhưng cử động một chút cũng tốt. Ủa, đang tập thủy pháp sao? Tiến triển cũng nhanh lắm, cảm giác thế nào? Con cảm thấy các phương pháp đều rất võ hiệp, nhưng mà trên thực tế mạch chẩn của con tiến bộ được bao nhiêu, thực sự đến khi con chẩn bệnh mới biết. Đơn giản thôi, kiểm chứng một lần sẽ biết ngay. Nè, thử đi. Sao rồi, mà chẳng có tiến triển không? Thầy là mạch phản quang, cả hai đều như vậy. Mạch phản quang là cái gì? Là động mạch biến dạng bẩm sinh. Động mạch cổ tay nằm ở mặt sau của thốn quang thước bình thường, cho nên gọi là phản quang. Thần kỳ, đúng là 10 năm qua con không hề gặp. Con tưởng đâu chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp thôi. Cả nhà Đoàn Dự trong Thiên Long Bắc Bộ đều là mạch phản quang. Có thể nói tay trái thiên về chủ quý, tay phải thiên về chủ phú. Nếu đúng như vậy thì hay quá, đâu có thần kỳ như vậy. Nè Gia Ứng, sở dĩ tôi võ hiệp quá mạch đập không phải muốn thần thánh quá mạch chẩn, mà là muốn mọi người hiểu mạch chẩn là một môn võ công. Lúc nào sư phụ cũng nói mạch chẩn không phải là vật căn trí của Trung Y, là kinh nghiệm lâm sàng của tiền nhân hơn 100 năm qua. Đầu ngón tay công cụ của Trung Y chúng ta, mài sắc thành kiếm, ngay cả điện tâm đồ cũng không thay thế được. Con sẽ cố gắng nhớ câu nói này. Nếu không phải tại ba muốn giảm bớt gánh nặng cho con á, cho con mướn căn nhà giá rẻ, lương của con đủ cho con xài sao? Nếu con có năng khiếu làm Trung Y á, tới đây làm tốt, làm vui vẻ, có thể biến sở thích thành công việc, bà cũng có thể nuôi con cả đời. Vậy thì có sao đâu, khổ nỗi bây giờ không phải. Con không đủ năng lực, cực khổ bản thân, cực khổ xong lại không biết gì cái gì, thật ra có ích gì. Chú à, năng lực không có vấn đề, chẳng qua không đủ tự tin. Nếu có thể đột phá được, con tin chắc cổ là thầy thuốc giỏi. Tôi nhận ra cậu, thầy thuốc cô chứ gì. Nghe nói cậu tốt nghiệp tiến sĩ, học nhiều như vậy, chắc chắn là một thầy thuốc giỏi. Nhưng đáng tiếc, cậu với Thiều Quang cũng đang làm thực tập, mỗi tháng lãnh khoảng 20.000. Đó không phải vấn đề năng lực, là vấn đề chế độ. Đó là vấn đề thực tế đó. À thầy thuốc Trình à, hình như cô là sếp của trung tâm nghiên cứu Trung Y này phải không? À, tôi muốn hỏi một Trung Y có thâm niên 5 năm, lương tháng khoảng bao nhiêu? Bản lương của chúng tôi là công khai, làm 5 năm là thầy thuốc Trung Y cấp 2, độ khoảng hơn 30.000. À, vậy cả trung tâm nghiên cứu cô là lớn nhất. Cô đã làm Trung Y bao nhiêu năm rồi? Tôi đã làm 10 năm. Xin lỗi cô nha, cô có ngại nói cho tôi biết hiện giờ lương tháng của cô là bao nhiêu không? 60.000. Con có hiểu không vậy? Ba cảm thấy ba kêu con đổi nghề làm như lãng phí 6 năm học của con vậy. Coi như con thuận buồm xuôi gió, 5 năm sau con cũng chỉ kiếm được 30 mấy ngàn. Nếu con dùng 5 năm học y tá vừa tốt nghiệp đã 30 mấy ngàn rồi, làm Trung Y hoàn toàn không có tương lai, không có địa vị. Con coi đi, thầy thuốc Trình dùng thời gian 10 năm làm tới là người đứng đầu cả phòng khám. Tiền lương cũng không bằng một y tá trưởng không có bằng cấp đại học này. Giá trị của một Trung Y không phải dùng tiền lương đánh giá. Không lẽ bác sĩ y tá trong bệnh viện chúng tôi không có giá trị sao? Ai nói làm Trung Y không có tương lai chứ? Làm Trung Y tới đỉnh cao như tôi, có phòng khám của tôi, mở hết chi nhánh này tới các chi nhánh khác, mỗi tuần tôi chỉ làm có 3 ngày đã kiếm được 6 con số rồi. Cậu là Châu? Tôi tên là Trương Tuyên Kỳ, là sư huynh đại học của thầy thuốc Trình. Đây là danh thiếp của tôi, có thời gian cứ tới tham quan đi. Tôi bổ sung thêm một câu,
Thầy thuốc Trình cũng là nhân tài đỉnh nhất ở trong ngành này đó. Tôi trả lương gấp đôi cũng không thể kéo cổ qua. Không phải là do cổ chỉ đáng giá 60.000 tiền lương, mà là cổ chọn nhận đồng lương 60.000 này. Xin lỗi mọi người, làm phiền thời gian của mọi người. Đi 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 đi.